NATO, Nga, leo thang nguy hiểm, hạt nhân đấu với hạt nhân. Quang Sang xin kính chào quý khán thính giả của tin 360 News. Bản tin thời sự được phát sóng vào lúc 19:30 hàng ngày. Thưa quý vị và các bạn, bản tin ngày hôm nay gồm có những thông tin đáng chú ý như sau. Kim Jong Iskander tấn công phá hủy loạt mục tiêu quan trọng ở Ukraine. Quân Nga tiếp tục phá hủy tuyến phòng thủ của quân Ukraine ở nhiều hướng. Stoltenberg tiết lộ NATO đang điều chỉnh kho vũ khí hạt nhân để đối trọng với Nga. Châu Âu đưa ra lời đề nghị kỳ lạ với Kiev. Sau đây, xin mời quý khán thính giả theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của kênh tin 360 News. Kim Jong Iskander tấn công phá hủy loạt mục tiêu quan trọng ở Ukraine. Vào đêm ngày 12 tháng 6, lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã thực hiện hàng loạt các cuộc tấn công vào các mục tiêu trên khắp Ukraine bằng tên lửa hành trình. Cú đánh chính giáng xuống Kiev. Các cuộc tấn công khác được thực hiện tại sân bay Mykolaiv, vùng Poltava, Odessa và Sumy. Theo Nikolai Mitchell, chỉ huy lực lượng vũ trang Ukraine cho biết có tổng cộng 30 vũ khí tấn công đường không đã được Nga sử dụng, bao gồm 4 tên lửa hành trình X-101, X-555 từ máy bay hàng không chiến lược Tu-95MS phóng từ vùng Saratov, Liên bang Nga, 1 tên lửa đạn đạo Iskander-M phóng từ lãnh thổ Crimea, 1 tên lửa siêu thanh X-47M2 Kim Jong phóng từ không phận vùng Tambov, Liên bang Nga, 24 máy bay không người lái Sahid 131-136 loại PPLA. Phía Ukraine tuyên bố bắn hạ 29 mục tiêu, bao gồm tên lửa siêu thanh Kim Jong và để lọt 1 tên lửa đạn đạo Iskander-M. Tuy nhiên, theo các báo cáo, nhiều đám cháy và nhiều vụ nổ lớn đã được nghe thấy tại Ukraine. Tại Kiev, các cơ quan khẩn cấp nhà nước Ukraine xác nhận thông tin rằng do cuộc tấn công vào ban đêm của lực lượng vũ trang Nga, một trong những doanh nghiệp công nghiệp ở vùng Kiev đã bị phá hủy. Một đám cháy lớn được cho là đã bắt đầu sau một cuộc tấn công. Cơ quan chức năng đã nhiều lần tăng cường lực lượng để đối phó với đám cháy, ngăn chặn đám cháy lan rộng hơn. Tình hình vẫn vô cùng căng thẳng khi đám cháy không chỉ đe dọa đến cơ sở hạ tầng của doanh nghiệp mà còn cả các khu vực xung quanh. Theo các báo cáo, các nhân viên của cơ quan dịch vụ khẩn cấp nhà nước Ukraine SSIS tiếp tục chữa cháy, sử dụng 250 nhân viên và 111 thiết bị. Theo cơ quan dịch vụ khẩn cấp, đám cháy đã bao trùm một khu vực đáng kể và việc chữa cháy của các đội cứu hỏa và cứu hộ đang làm việc suốt 24 giờ nhằm nỗ lực hết sức để khoanh vùng và dập tắt đám cháy. Theo AVIA, các vụ nổ và phát nổ trên khu vực của doanh nghiệp đã gây thêm khó khăn đặc biệt cho việc chữa cháy. Điều này cũng tạo thêm mối đe dọa cho lực lượng cứu hộ. Các bức ảnh từ địa điểm tấn công tên lửa sau đó được công bố bởi Tổng thống Ukraine Zelensky đã chú ý là nền của các bức ảnh về các khu vực đang cháy đã bị lờ mờ. Theo giới phân tích, đây là bằng chứng cho thấy cuộc tấn công diễn ra tại một cơ sở công nghiệp quân sự. Nếu không, chính quyền của ông Zelensky đã không làm mờ bức ảnh. Theo thông tin mới nhất, do một trong những cuộc tấn công này, cơ sở này là nơi họ đang chuẩn bị tổ chức sản xuất đạn dược, bao gồm cả cỡ nòng của NATO, gần như bị phá hủy hoàn toàn. Chúng ta hãy nhớ lại rằng trước đó đã có thông tin về việc doanh nghiệp của công ty Remington của Đức bắt đầu làm việc tại Ukraine. Điều này đã được tuyên bố bởi Alexander Kamysin, Bộ trưởng Ukraine về các ngành công nghiệp chiến lược. Theo Kamysin, công nhân Ukraine tại doanh nghiệp bắt đầu quá trình sản xuất dưới sự giám sát kỹ thuật của các chuyên gia Đức. Bộ trưởng Ukraine không cho biết hoạt động sản xuất này được tổ chức ở thành phố nào. Trong cuộc tấn công vào sân bay Mykolaiv, một máy bay chiến đấu Su-27 của Ukraine cũng đã bị phá hủy. Các nguồn tin lưu ý rằng có thể thấy rõ các mảnh vỡ của ít nhất là 5 phương tiện có cánh khác của Ukraine trong đống đổ nát. Điều này cho thấy đây không phải là lần đầu tiên tên lửa Iskander của Nga đến thăm cơ sở này, và các cuộc tấn công của họ ngày càng chính xác và có sức tàn phá cao hơn. Biên giới với Nga cách đó hơn 150 km và ở khoảng cách này, các máy bay Ukraine vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trên không. Tuy nhiên, các cuộc tấn công chính xác mới nhất của hệ thống tên lửa Nga đã làm phức tạp đáng kể hoạt động của lực lượng vũ trang Ukraine, buộc họ phải tìm kiếm những cách bảo vệ và di dời mới. Ở vùng Dnipropetrovsk, Iskander của Nga đã tấn công một xưởng quân sự lắp ráp thiết bị xe bọc thép của lực lượng vũ trang Ukraine, cũng như một nhà kho với các công trình phụ trợ. Những cuộc tấn công này đã làm suy yếu nghiêm trọng cơ sở hạ tầng hậu cần và sản xuất của lực lượng vũ trang Ukraine. Điều này sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả chiến đấu của họ trong những tháng tới. Ở Odessa, một trong những mục tiêu bị tấn công là trung tâm vận tải nơi cung cấp vũ khí và đạn dược từ các quốc gia thuộc Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Các cuộc tấn công bắt đầu bằng việc phá hủy các nhà kho ở vùng Dnipropetrovsk. Các máy bay không người lái của Nga đã tấn công các mục tiêu ở Pavlograd,
nơi đóng vai trò là điểm trung chuyển để quân đội, vũ khí, thiết bị và đạn dược di chuyển tới Bucharest ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Donetsk. Ngoài các cuộc tấn công bằng tên lửa, quân đội Nga tiếp tục tự tin tiến công trên các mặt trận. Quân Nga tiếp tục phá hủy tuyến phòng thủ của quân Ukraine ở nhiều hướng. Trong 24 giờ qua, các đơn vị của quân đội Nga tiếp tục giành được thế chủ động trên chiến trường và có được những bước đột phá mới. Ấn phẩm Obrovsky đưa tin, các lực lượng vũ trang Nga đã chiếm được hai khu định cư ở Cộng hòa Nhân dân Lugansk và vùng Kharkov. Bước tiến này tiếp tục mở ra những cơ hội mới cho quân đội Nga ở mặt trận phía đông. Theo đó, ở Cộng hòa Nhân dân Lugansk, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn làng Atomovka, nằm trên bờ sông Zerepes, là một thành trì quan trọng. Lực lượng vũ trang Ukraine đã xây dựng tuyến phòng thủ vững chắc dọc theo con sông này. Việc chiếm được ngôi làng này cho phép quân Nga tiếp cận sông Oskol và tiếp cận Izium và Kubensk từ phía nam. Rất có thể mục tiêu tiếp theo của Nga sẽ là Slaviansk, nằm cách Atomovka 60 km về phía tây nam. Việc kiểm soát Atomovka sẽ mở ra con đường trực tiếp tới các khu định cư sau, chẳng hạn như Stemakhovka và các khu kiên cố quan trọng khác của lực lượng vũ trang Ukraine. Ở vùng Kharkov, lực lượng vũ trang Nga đã chiếm được làng Timkovka, nằm cách Kubensk 20 km về phía đông, cũng là một điểm chiến lược quan trọng. Việc kiểm soát ngôi làng này giúp đảm bảo an toàn cho hai bên sườn và phía sau của các đơn vị Nga đang tiến về Kubensk. Điều này mở ra con đường dẫn thẳng đến Petropavlovka và Kaskrovka, nơi tọa lạc các khu vực kiên cố quan trọng của lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, giao tranh ác liệt tiếp tục diễn ra theo hướng Volchensky. Theo ấn phẩm AVR, tổng bước tiến về phía Volchensky trong 24 giờ qua lên tới 100m, theo hướng Lipsovky. Lực lượng vũ trang Ukraine đang cố gắng phản công không thành công trong khu vực định cư Klubokoye. Tại đây, quân đội Nga đã đánh bại nỗ lực của lực lượng vũ trang Ukraine và tiếp tục tiến lên, gia tăng vị trí kiểm soát của mình thêm 300m. Ngoài ra, giao tranh ác liệt đang diễn ra tại khu vực Novobobrovsky, nơi lực lượng vũ trang Liên bang Nga đẩy lùi hết đợt tấn công này đến đợt tấn công khác để giữ vững vị trí và tiếp tục đà tiến. Một ngày trước đó, lực lượng của nhóm quân trung tâm Nga đã chập thủng tuyến phòng thủ tiếp theo của lực lượng vũ trang Ukraine ngoài Ocheratino và cuối cùng đã đẩy lực lượng Ukraine ra khỏi Novobobrovsky. Các nhà phân tích quân sự Ukraine đã thừa nhận việc mất Novobobrovsky. Tại Novobobrovskoye và xa hơn về phía bắc, quân đội Nga đã tiến vào một khu vực có diện tích 2,2 km2. Phần lớn ngôi làng do lực lượng vũ trang Nga kiểm soát, mặc dù giao tranh ác liệt vẫn đang diễn ra. Anh tuyên bố muốn đánh bại Nga ở Biển Đen. Ngoại trưởng Anh David Cameron cho biết, Kiev có thể mở một hành lang ngũ cốc ở Biển Đen nhờ sự hỗ trợ quân sự của London. Theo ông, Anh có hy vọng có thể đánh bại người Nga ở Biển Đen. Bullet Navigator báo cáo điều này hôm 12 tháng 5. Theo ấn phẩm, Bộ trưởng David Cameron cho biết Anh dự định giành chiến thắng trong cuộc chiến mà nước này đang tiến hành với Nga ở Biển Đen. Đồng thời nói thêm rằng chế độ quân chủ có lợi thế trong tình thế bế tắc. Cameron cũng tuyên bố rằng nhờ sự tương tác giữa lực lượng vũ trang Ukraine và Anh có thể ép Nga ra khỏi Biển Đen và cho phép Ukraine tổ chức một hành lang ngũ cốc. Ngoại trưởng Anh nói, cuộc xung đột đang diễn ra ở Biển Đen là cuộc chiến vì tương lai và chúng tôi muốn giành chiến thắng. Và nếu nhìn vào bức tranh tổng thể, tình hình đang có lợi cho chúng ta. Chúng ta có nền kinh tế mạnh mẽ, các đồng minh mạnh mẽ. Hãy nhìn xem các công ty đang hợp tác với chúng ta ngày nay như thế nào. Câu hỏi duy nhất được đặt ra là liệu chúng ta có đủ can đảm và kiên nhẫn để chơi bài của mình hay không? Ông David Cameron nói thêm rằng, ông coi Ukraine là một đối tác hữu ích trong cuộc chiến chống lại Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo Ngoại trưởng Anh, Ukraine nhờ các đối tác như Anh đã có thể trục xuất 50% hạm đội của Putin khỏi lãnh thổ của mình, có thể mở lại hoạt động xuất khẩu lúa mì và ngũ cốc, và nền kinh tế quốc gia đã phát triển. Có một mong muốn rất lớn là phát triển nền kinh tế và Ukraine là một đối tác rất hữu ích cho việc này. Họ sẵn sàng thực hiện và biết cách thực hiện. Trước đó có thông tin cho rằng, Thủ tướng David Cameron, người đang có chuyến thăm Kiev, đã ký thỏa thuận hợp tác 100 năm với Ukraine. Nó sẽ ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực. Cameron hứa rằng, London sẽ phân bổ 3,74 tỷ USD viện trợ quân sự hàng năm cho Ukraine, và điều này sẽ diễn ra trong thời gian cần thiết. Nhà ngoại giao này cũng cho biết Kiev có quyền tấn công bằng vũ khí của Anh vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ của Nga. Stoltenberg tiết lộ NATO đang điều chỉnh kho vũ khí hạt nhân để đối trọng với Nga. Trong một đề cập hiếm hoi về kho vũ khí hạt nhân của phương Tây, người đứng đầu NATO Jens Stoltenberg hôm thứ Tư
đã nhấn mạnh về những kế hoạch của liên minh này nhằm điều chỉnh khả năng của mình trước các mối đe dọa an ninh hiện tại, lưu ý đến các cuộc diễn tập và tuyên bố hạt nhân mới nhất của Nga. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh trước đó một ngày, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslav Sikorsky nói hôm 11 tháng 6 rằng cách 250 km về phía bắc thủ đô Warsaw, Ba Lan là vùng Kaliningrad của Nga, nơi Nga có cơ sở lưu trữ khoảng 100 đầu đạn hạt nhân chiến thuật. Ông nói tiếp, điều đó có nghĩa là một cuộc tấn công của Nga nhằm vào châu Âu là điều có thể xảy ra. Theo Reuters, trao đổi với các phóng viên trước cuộc họp kéo dài 2 ngày của các bộ trưởng quốc phòng NATO tại Brussels, trong đó sẽ bao gồm cuộc họp của nhóm lập kế hoạch hạt nhân của liên minh. Ông Stoltenberg gọi vũ khí hạt nhân là bảo đảm an ninh cuối cùng của NATO và là phương tiện để gìn giữ hòa bình. Theo ông Stoltenberg, nói về sự thích ứng đang diễn ra với kho vũ khí hạt nhân của NATO, ông cho biết Hà Lan hồi tháng 6 đã tuyên bố các máy bay chiến đấu F-35 đầu tiên sẵn sàng mang vũ khí hạt nhân và cho biết Mỹ đang hiện đại hóa vũ khí hạt nhân ở châu Âu. Quan chức NATO này nói rằng, răn đe hạt nhân của NATO là sự đảm bảo an ninh và răn đe tối cao của chúng ta, và đây là thứ được phát triển trong nhiều năm nhờ các thỏa thuận chia sẻ hạt nhân, nơi Hoa Kỳ có vũ khí hạt nhân ở châu Âu, nơi đồng minh đang cung cấp máy bay, lưu trữ, chỉ huy và kiểm soát, hỗ trợ để biến đây trở thành một phần hiệu quả và an toàn trong khả năng răn đe và phòng thủ tổng thể của NATO. Stoltenberg đưa ra cáo buộc Nga rằng, những gì chúng ta đã thấy trong những năm hoặc tháng qua là lời tuyên bố hạt nhân nguy hiểm từ phía Nga. Chúng tôi đã thấy rằng Nga đã thông báo rằng họ đã triển khai vũ khí hạt nhân tới Belarus, và chúng tôi cũng đã thấy thêm một số cuộc tập trận, diễn tập hạt nhân từ phía Nga. Ông Stoltenberg cũng đề cập đến Trung Quốc khi cho rằng quốc gia này hiện đang hiện đại hóa mạnh mẽ năng lực hạt nhân của mình, và trong vài năm tới sẽ có nhiều hơn tên lửa xuyên lục địa vươn tới các quốc gia NATO. Tuy nhiên sau đó, khác với khẩu khí mạnh bạo xoáy thẳng vấn đề khi đề cập đến Nga, cách trả lời của Tổng thư ký NATO cho thấy ông không xoáy thẳng vào bản chất vấn đề được phóng viên đặt ra câu hỏi về Trung Quốc. Cụ thể, trên website chính thức của NATO có tường thuật buổi họp báo, trong đó phóng viên của ấn phẩm Wall Street Journal đã đặt câu hỏi rằng ông vừa đề cập đến Trung Quốc, ông có nghĩ đến một đánh giá mới về Trung Quốc trong cuộc họp thượng đỉnh sắp tới hay không? Ông Stoltenberg trả lời rằng Trung Quốc đang chống đỡ và đang thúc đẩy tạo điều kiện cho Nga tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược ở Ukraine. Quan chức này nêu dẫn chứng cho cáo buộc này, đó là 90% thiết bị vi điện tử mà Nga nhập khẩu năm ngoái đều đến từ Trung Quốc. Những vật dụng, thiết bị điện tử này là chìa khóa để sản xuất tên lửa, bom, xe tăng chiến đấu, sau đó được sử dụng trong cuộc chiến tranh ở Ukraine của Nga. Câu trả lời của đại diện với lãnh đạo Liên minh Bắc Đại Tây Dương cho thấy, khối này vẫn đang coi Nga là kẻ thù chính và Trung Quốc chỉ là trong vai trò hậu thuẫn, hỗ trợ kẻ thù của NATO. Mặc dù sau đó nói rằng, những gì xảy ra ở châu Âu quan trọng đối với châu Á, những gì xảy ra ở châu Á quan trọng đối với châu Âu. Song câu trả lời của ông Stoltenberg cho thấy, NATO vẫn chưa đánh giá đúng hết mức độ nguy hiểm mà Bắc Kinh tạo ra. NATO đang phớt lờ đi bản chất thực sự của câu chuyện là Trung Quốc hợp tác với Nga chỉ nhằm để tạo sự lớn mạnh cho bản thân mình. Từ đó có thể dự đoán rằng, tại hội nghị thượng đỉnh NATO tới đây sẽ không có một đánh giá mới có sức nặng nào của NATO nhằm về phía Trung Quốc. Thay vào đó, các mũi tấn công sẽ tiếp tục chỉ một mực dồn về phía Nga, kéo theo việc liên minh này sẽ tiếp tục trượt dài trong một cuộc khủng hoảng chưa lối thoát ở Ukraine. Châu Âu đưa ra lời đề nghị kỳ lạ với Kyiv, bơm khí đốt từ Azerbaijan qua đường ống dẫn khí đốt Nga-Ukraine. Theo ấn phẩm MK, các quan chức EU từng tự tin rằng họ đã có cách đối phó với cơn khủng hoảng năng lượng và mùa đông sắp tới mà không cần đến khí đốt của Nga. Nhưng vấn đề là Ukraine không có ý định kéo dài thời gian vận chuyển khí đốt của Nga sang châu Âu vào năm 2025. Bản thân các quan chức châu Âu dường như cũng chính thức ủng hộ quan điểm này. Nhưng giờ đây, họ đã nhận ra rằng lục địa già có thể đang đối mặt với những đợt sương giá khắc nghiệt nếu không có nguồn năng lượng của Nga. Như chúng ta đã biết, hợp đồng vận chuyển khí đốt từ Nga đến châu Âu qua Ukraine sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2024 và Kyiv không có kế hoạch gia hạn hợp đồng với Gazprom. Nguyên nhân chủ yếu là lý do chính trị. Chẳng lẽ Kyiv cứ bơm khí đốt của kẻ thù qua chính vùng đất của mình? Mặc dù Nezhdaya nhận được khoảng 1 tỷ USD mỗi năm cho các dịch vụ này. Liên minh châu Âu cũng phẫn nộ với việc này. Trên thực tế, họ hoàn toàn đứng về phía Ukraine. Đối với Brussels, Moscow cũng là kẻ thù tương tự. Như vậy, chẳng khác gì họ cũng mua năng lượng từ kẻ địch. Từ các quan chức châu Âu tin rằng, hành động này không đúng. Ngoài ra, Liên minh châu Âu đang cố gắng bằng mọi cách có thể giảm thu nhập của Nga từ việc xuất khẩu hydrocarbon. Nhưng hóa ra, trong lúc này, họ lại đang tích cực mua chúng. Chính vì vậy,
mà tới gần đây, EU vẫn ủng hộ quyết tâm của Ukraine từ bỏ việc vận chuyển khí đốt của Nga qua lãnh thổ nước này bắt đầu từ năm tới. Nhưng sự nhất trí này đã biến mất khi Russell bắt đầu nghĩ rằng làm thế nào để chuẩn bị cho mùa đông, làm thế nào để lấp đầy các kho dự trữ của họ. Ukraine, ít nhất là ở thời điểm hiện tại, kiên quyết giữ vững lập trường của mình. Họ không muốn giao dịch với khí đốt của Nga. Thế thì làm thế nào để có khí đốt đến châu Âu? Và rồi theo một ấn phẩm của Ukraine dẫn tin từ Bloomberg cho biết, một cách mà EU đang tính đến là các công ty châu Âu mua nhiên liệu không phải ở Nga mà là ở Azerbaijan. Sau đó, họ vận chuyển nó qua Ukraine, nhưng mà sẽ thông qua đường ống dẫn khí đốt Nga-Ukraine. Quả thật cách làm này nghe ra đã thấy không có gì quân tử lắm, khi mà vẫn lấy đồ của kẻ địch để hưởng lợi cho mình. Nhưng biết sao được khi châu Âu đã liêu xiêu sau một thời gian cố cai nhiên liệu của Nga mà không thành công. Thống kê từ diễn đàn các nước xuất khẩu khí đốt cho thấy, chỉ riêng từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2023, nguồn cung khí đốt qua đường ống của Nga sang EU đã giảm 60%, xuống còn 24 tỷ mét khối. Chỉ riêng thiệt hại của các nước EU do việc Nga cắt giảm nguồn cung khí đốt trong năm nay đã lên tới khoảng 700 tỷ euro. Và đến cuối năm 2024, chúng sẽ đạt con số ngàn tỷ. Những người đề ra phương án này bảo đảm rằng nó có thể được Nga đồng ý, bởi kế hoạch sử dụng khí đốt của Azerbaijan về mặt lý thuyết sẽ mang lại lợi ích cho Nga nếu nó bao gồm một thỏa thuận cho phép Moscow gửi khí đốt của mình qua Azerbaijan để đi nơi khác. Hiện Nga đang khó tìm được khách hàng mới về nhiên liệu vì cơ sở hạ tầng của nước này vốn được chuẩn bị để vận chuyển đến châu Âu, và Moscow cũng đang có một cuộc thảo luận khó khăn với Trung Quốc về thỏa thuận khí đốt. Tuy nhiên, theo nhà kinh tế học người Nga Andrei Loboda, nói trên ấn phẩm MK, khó có khả năng Nga đồng ý với kế hoạch này. Thay vào đó, Nga sẽ đề nghị một thỏa thuận là Azerbaijan sẽ bán khí đốt cho Nga. Nga sẽ chuyển hướng xuất khẩu khí đốt sang Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ. Có khả năng Moscow và Ankara sẽ đồng ý vận chuyển khí đốt của Nga tới châu Âu thông qua dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ chứ không phải là qua Ukraine. Khâu cuối cùng là cần khởi động lại đường ống dẫn khí đốt Nga-Belarus, Yaman, Ukraine đang bị đóng lại do lệnh trừng phạt của EU. Theo nhà kinh tế Andrei Loboda, nếu Brussels thực sự quan tâm đến việc cung cấp khí đốt qua lãnh thổ Nga, người ta có thể nhớ đến đường ống dẫn khí đốt này và đưa nó vào hoạt động trở lại. Tất nhiên, đến hiện tại, các cuộc đàm phán về việc này vẫn đang ở giai đoạn đầu và nhiều chi tiết cần được giải quyết. Chừng nào cho đến khi vấn đề được giải quyết thì nhiều quốc gia châu Âu còn đang lo lắng khi nghĩ đến cơn khát khí đốt sẽ xảy đến vào cuối năm nay. Trong số này có thể kể đến như Hungary, Áo và Slovakia. Để tìm kiếm giải pháp thay thế tạm thời, Áo có thể nhập khẩu khí đốt từ Italy và Đức, trong khi Hungary sẽ mua hàng của Nga thông qua đường ống Nord Stream, và Slovenia có thể nhập thêm khí đốt từ Algeria và những nơi khác. Quý khán thính giả thân mến, bản tin bình luận hôm nay đến đây xin tạm dừng. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi và ủng hộ kênh tin 360 News. Quý vị đừng quên nhấn đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo. Và bây giờ Quang Sang xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào các bản tin kỳ sau. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui, thân ái, chào, tạm biệt.